Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái chương trình sử dụng xe Santa Fe. Thì đứng kế bên Khanh đây, đây là chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp. Cao cấp thì nó sẽ bao gồm tất cả những phụ kiện, những trang bị có trên phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn. Thì các bạn xem video này sẽ sử dụng được cho phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp. Và kể cả là sử dụng cho cả máy dầu và cả máy xăng luôn nha các bạn. Tại vì là Khanh đang sử dụng cái xe là hiện tại là xe máy xăng. Thì các bạn sử dụng xe máy dầu thì trang bị nó cũng như cái máy xăng thôi. Rồi. Thì Khanh xin phép giới thiệu lại về cái chương trình mà mua của chiếc xe này. Mà nếu mà các bạn mua qua ngân hàng thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là tổng giấy tờ lăn bánh luôn là khoảng 400 triệu. Là tổng giấy tờ lăn bánh là chúng ta đã có thể đem chiếc xe về nhà được rồi. Phần còn lại các bạn sẽ được hỗ trợ vay vốn qua ngân hàng. Thì mỗi tháng chúng ta trả tiền gốc tiền lãi giảm dần theo dư nợ còn lại, nó khoảng đâu 17 triệu thôi các bạn. Trả giảm dần theo dư nợ còn lại nha. Còn về hồ sơ thì các bạn chuẩn bị giúp giùm Khanh rất là đơn giản: chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có. Những anh chị mua vay trên chiếc xe này có một nguồn thu tốt nhưng lại khó khăn về vấn đề chứng minh thu nhập, giống như là anh chị làm nghề tự do, thì bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ được cho anh chị để chúng ta đem chiếc xe này về. Những anh chị muốn mua xe này nhưng mà đã có một cái khoản vay rồi thì muốn vay nữa, Khanh vẫn có thể hỗ trợ được. Anh chị lưu ý giúp giùm Khanh là những ngân hàng bây giờ thì không nhận nợ nhóm. Thì khi mà nợ nhóm thì các tổ chức tài chính sẽ gần như từ chối hết tất cả những yêu cầu của quý khách hàng. Thì nợ nhóm có nghĩa là chúng ta lịch sử có vay nhưng mà quên trả, hoặc là chúng ta cố tình quên trả, hoặc là chúng ta quên thật sự. Đây là gọi là nợ nhóm, cho dù 100.000, 200.000 nó cũng ghi nhận nợ nhóm nha. Rồi. Thì câu chuyện của Khanh với các bạn hôm nay là Khanh sẽ hướng dẫn sử dụng xe này cho quý khách hàng. Thì đầu tiên Khanh muốn giới thiệu đây là cái chiếc remote của chiếc xe. Thì ở phía sau nó sẽ có một cái chìa khóa cơ, thì chúng ta sẽ gạt qua để chúng ta rút cái chìa khóa cơ ra. Khi phòng cái trường hợp mà hết pin. Đây. Để Khanh mở. Đây nó có dán keo. Cái này là để phòng cái trường hợp mà xe của chúng ta mà hết pin đó các bạn. Thì chúng ta sẽ đi vào trong xe để đây, dùng cái chìa khóa cơ để chúng ta mở cửa đi vào trong xe. Thì chìa khóa cơ mình sẽ để ngay cái tay nắm cửa. Và chúng ta sẽ vào trong xe. Rồi. Còn đối với cái xe thì khi mà sử dụng á thì quý khách hàng chỉ cần để chìa khóa trên túi thôi. Đây, để chìa khóa trên túi thôi. Và đi lại gần thì nếu mà muốn mở cửa này ra thì trên tay nắm cửa này nó sẽ có một cái nút màu đen. Nút màu đen. Là chúng ta sẽ bấm vào sẽ mở được cánh cửa ra. Chúng ta không cần phải xách cái chiếc chìa khóa ra để bấm đâu. Rồi. Đối với Santa Fe. Tất cả các phiên bản có trang bị cúp điện thì chúng ta sẽ có một cái chức năng đó là, rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái phần hông mỗi xe. Thì xe này đã được trang bị thêm là viền che mưa. Rồi cái phần này là bệ bước chân, cái này trang bị thêm nha, chứ xe gốc thì các bạn không có cái phần này. Chén tay nắm cửa cũng trang bị thêm, ốp nắp xăng này cũng trang bị thêm. Thì đối với tiêu hao nhiên liệu thì cái xe Santa Fe phiên bản máy xăng này, các bạn đi đường trường thì nó rơi vào khoảng là 7 lít. Còn các bạn đi đường thành phố thì nó sẽ rơi vào khoảng 12 đến 13 lít 100 cây. Thì tùy theo mức độ sử dụng của mỗi người. Còn về tiêu hao nhiên liệu thì để được một chiếc xe mới đem về các bạn chạy mà gọi là ổn định nhất thì các bạn phải chạy bảo dưỡng lên tới 2 lần. Có nghĩa là chúng ta sẽ chạy khoảng 10.000 cây thì cái tiêu hao nhiên liệu nó sẽ tốt nhất. Thời điểm đó nó sẽ thấp nhất. Tại vì những cái thời gian đầu thì máy nó rất là bóp. Thành ra là các bạn chạy nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu cao. Còn có máy dầu thì dĩ nhiên là nó sẽ tiêu hao nhiên liệu thấp hơn máy xăng rồi. Cái đó là điều chắc chắn. Santa Fe thì có một cái điểm hay. Đó là chúng ta để chìa khóa trên người thì đứng lại gần là nó sẽ tự động mở cốp. Cái này là chức năng mở cốp thông minh. Thì chúng ta sẽ đưa đồ vào thôi. Nếu các bạn đi siêu thị thì cái chức năng này rất là hữu ích. Ở phía sau đây là cốp điện. Thì nó có một cái nút, đó là nút mở cốp, nút đóng và mở cốp, đóng và mở cốp. Và các bạn có thể kéo nâng hạ chiều cao bằng cách là chúng ta kéo xuống hoặc là đẩy lên, rồi xong chúng ta đè giữ đến khi nào nghe tiếng bíp.
đến khi nào nghe tiếng bíp. Rồi thì lần sau cái cốp xe nó sẽ đóng và mở lại ngay đúng vị trí chúng ta set. Cái này sẽ tùy thuộc vào độ cao của từng người. Ngoài ra cái cốp sau này các bạn cũng đừng lo lắng là nó sẽ có bị kẹt hay không, thì khi mà các bạn đóng lại nó gặp vật cản thì nó sẽ tự động nó trượt lên, không bị kẹt đâu nha. Về phần phía sau thì cái chiếc xe này Khanh đã xếp cái hàng ghế sau lại rồi. Thì nếu mà các bạn muốn, đây là có một cái khay gọi là khay hành lý. Còn các bạn không, do tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình, nếu mà gia đình mà không có nhu cầu sử dụng 7 chỗ thì chúng ta nên xếp lại để tăng thêm cái diện tích của khoang hành lý. Còn nếu mà các bạn sử dụng hàng ghế sau thì đầu tiên các bạn đây là cái phần chỉnh máy lạnh của hàng ghế thứ ba. Thì chỉnh máy lạnh hàng ghế thứ ba, cái phần phía dưới nó là nút on off, thì các bạn phải nhấn vào nút on off thì cái máy lạnh nó mới kích hoạt nha. Thì chúng ta sẽ chỉnh, chúng ta lăn qua phải dấu cộng nè, thì cái máy lạnh nó sẽ tăng cái tốc độ gió ra. Còn ở vị trí này kế bên thì là các bạn thấy là 2ND, có nghĩa là hàng ghế thứ hai chúng ta gặp ghế bên trái, chúng ta gặp ghế bên phải. Cái này là nút sạc thiết bị ngoại vi. Thì các bạn muốn gặp hàng ghế thứ hai, có nghĩa là hàng ghế sau lưng ghế tài đó, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Đây Khanh bấm nha, rồi các bạn xem. Khi Khanh bấm bên phải nè thì cái hàng ghế nó sụp xuống nè, Khanh bấm bên trái nè cái hàng ghế sụp xuống nè. Tại vì các bạn không thể nào các bạn giới lên cái hàng ghế giữa được, thì nhà sản xuất họ thiết kế cho các bạn hai cái nút. Rồi còn hàng ghế thứ ba, đây là cái hàng ghế thứ ba, thì các bạn muốn dựng cái hàng ghế lên thì chúng ta chỉ cần cầm cái cọng dây thôi, kéo lên đây là kéo lên. Còn các bạn muốn hạ xuống thì chúng ta giật một lần nữa thì bỏ nó xuống. Thì như vậy sau khi xếp hai cái hàng ghế thì chúng ta sẽ có một cái khoang hành lý rất là rộng. Đây là khoang hành lý nha. Còn phần phía sau đây là bánh xe dự phòng và cái vách ngăn. Bánh xe dự phòng và vách ngăn nha. Đây là cái vách ngăn nè. Thì các bạn muốn mở cái vách ngăn ra thì chúng ta sẽ kéo hai đầu vào thì chúng ta sẽ lấy cái vách ngăn ra. Thường cái vách ngăn này sẽ sử dụng cho anh chị nào xài 5 chỗ thôi. Rồi bộ đồ nghề nằm phía dưới đây. Đây là bộ đồ nghề. Đây là phần bộ đồ nghề. Và các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là để hạ cái bánh xe dự phòng xuống thì các bạn phải nhấn vào cái nút mở cái nắp này ra. Và chúng ta sẽ xoay cái bánh xe dự phòng. Xoay bánh xe dự phòng bằng cái tuýp này. Các bạn nhớ nha. Khanh sẽ làm một cái video clip về cái việc thay bánh xe dự phòng cho chiếc Santa Fe. Thì các mong rằng nó sẽ hữu ích cho quý vị và các bạn. Rồi, để anh bỏ này lên. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần hàng ghế giữa. Đây là cái phần hàng ghế giữa, thì các bạn muốn cái hàng ghế của chúng ta, hàng ghế của chúng ta mà ngã lưng á, thì các bạn bấm vào cái phần lẫy ở đây. Đây, chúng ta bấm vào phần lẫy ở đây thì chúng ta sẽ ngã cái lưng. Thì đối với Santa Fe á, thì được ngã rất là sâu. Đây nè, ngã rất là sâu. Các bạn đi đường dài á, thì nó sẽ rất là thoải mái. Rồi, đây là cái phần ngã lưng nha. Còn nếu mà các bạn muốn trượt cái ghế thì ở phía dưới sàn nó sẽ có một cái thanh. Đây, cái thanh phía dưới sàn nè. Rồi chúng ta bấm vào thì chúng ta sẽ trượt cái hàng ghế. Đây các bạn thấy không ạ? Trượt hàng ghế ra sao? Để chúng ta ngồi cái tư thế nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đối với hàng ghế phía sau thì nó sẽ cho thêm hai cổng sạc. Và hai cổng sạc này là USB thẳng luôn, các bạn chỉ cần cắm vào là sạc thôi. Đối với những cái thiết bị ngoại vi bây giờ á, là các bạn sử dụng xe mà nếu không có cổng sạc thì nó rất là bất tiện. Rồi, đây là cái phần hàng ghế phía trên. Hàng ghế phía trên thì nó sẽ có hai cái nút để cho các bạn điều chỉnh hàng ghế sau. Đây là cái nút chạy nguyên cái ghế ra trước. Đây, các bạn bấm vào thì cái ghế trước nó chạy ra. Tại vì là cái vị trí của Khanh đang ngồi, cái vị trí của Khanh đang ngồi ở đây là thiết kế cho gọi là ghế ông chủ. Ghế ông chủ mà ông chủ vào thì các bạn phải đi vào mà ngồi điều chỉnh cái ghế bên phải nữa thì sẽ mất thời gian. Thì nhà sản xuất họ thiết kế ở bên hông là cái vị trí bấm này, chính cái người ngồi sau có thể đẩy cái ghế ra trước luôn cũng được, hoặc là người tài xế họ chồm cái tay qua để họ bấm cái lưng ghế cho nó thẳng lên, rất là tiện luôn. Ngoài ra thì trên xe nè nó có thêm cái rèm. Đây là cái phần rèm nè, cái phần rèm nè, để cho các bạn có thể kéo rèm lên, kéo rèm xuống. Mà kéo rèm lên chúng ta đưa vào rất là tiện nha. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần ghế trước của Santa Fe. Thì ghế trước Santa Fe chúng ta sẽ điều chỉnh được rất là nhiều hướng.
bốn hướng, 8 hướng là chỉnh phần ghế và 4 hướng phòng lưng nữa. Và 2 hướng phòng mũi ghế, tổng cộng là 14 hướng các bạn nha. Thì Khanh sẽ đếm luôn cho các bạn nha. Cái phần này là chạy tới nè. Chạy tới, kéo tới nè. Kéo lui nè. Rồi. Cái phần này phần nguyên cái ghế ra lên trên nè, các bạn thấy không ạ? Hạ xuống nè. Cái phần sau nè, hạ nguyên cái ghế xuống nè, lên nè. Cái này là phần phòng mũi ghế, đây là mũi ghế nè, nó sẽ đỡ cái phần chân cho các bạn khi các bạn lái một cái quãng đường rất là dài. Đây là Khanh bấm vào nè. Các bạn thấy không, cái phần mũi ghế nó đưa ra nè. Hoặc là thụt vào nè. Rồi. Còn cái phần này là ngã lưng ghế. Còn cái này là phòng lưng ghế 4 chiều. Thì các bạn sẽ thấy là giống như chúng ta thường lái xe mà đi đường dài á, thì các bạn sẽ gọi là để cái gối phía sau lưng. Thì cái này là phòng lưng ghế 4 chiều, giúp cho các bạn thoải mái hơn rất là nhiều. Rồi còn về bên dưới cái vô lăng. Đây là cái vô lăng, các bạn có thể điều chỉnh. Đây cái cần gạt nha, các bạn điều chỉnh vô lăng lên xuống. Lên xuống nè, kéo ra kéo vào nè, để phù hợp với cái tay của các bạn. Thì một cái tư thế ngồi mà tốt nhất á, để một cái tư thế ngồi tốt nhất thì các bạn ngồi thì cái chân của chúng ta là không có sát quá nha. Và đây nè, nó chân của chúng ta sẽ như vậy là sẽ tốt nhất. Và các bạn lái xe là chỉ một chân phải thôi nha. Một chân phải chuyển qua gà thắng các bạn nhớ nha. Rồi, về cái phần tay thì các bạn khi mà cầm vào cái phần vô lăng á, thì cái phần tay này của các bạn là phải nó vừa cong. Nếu mà các bạn thẳng quá thì các bạn sẽ bị mỏi, mà các bạn cong quá thì nó sẽ cũng bị mỏi luôn. Các bạn lái đường dài nó không đạt. Rồi. Còn cái phần mũi đỉnh của vô lăng á, thì các bạn chỉnh khoảng cỡ cái càm. Có nghĩa là các bạn nhìn khi mà chỉnh cỡ cái càm, các bạn ngang bằng cái càm thì các bạn nhìn vào cái phần đồng hồ nó sẽ đủ thông tin nhất, nó không bị che. Nếu các bạn kéo cao quá thì nó sẽ bị mất thông tin, mà các bạn kéo sát xuống quá thì cái phần này nó sẽ che cái đồng hồ của các bạn. Đây, chỉnh vừa đủ. Đây, cái tay của các bạn là nó vừa. Còn cái phần lưng ghế thì các bạn chỉnh nó vừa phải thôi. Nếu mà các bạn chỉnh thẳng lưng ghế quá thì các bạn đi đường nó rất là khó chịu, và các bạn ngã ngửa ra quá thì các bạn đi lái nó sẽ bị mệt. Rồi. Rồi, sau khi chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ gài lại cái phần đây thôi. À, các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ gài lại phần ở đây thôi. Rồi, vị trí chỗ này là mở nắp capo phía trước, thì các bạn chỉ cần kéo ra là mở cái nắp capo phía trước. Đối với Santa Fe. Rồi. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần cánh cửa của ghế tài xế. Thì nếu các bạn lái chiếc xe này mà có hai người lái thì nhà sản xuất họ cũng cho chúng ta là nhớ hai vị trí ghế. Thì sau khi mà chúng ta điều chỉnh cái phần lưng ghế rồi, hồi nãy Khanh có điều chỉnh cái phần lưng ghế cho phần lưng ghế xong rồi á, thì các bạn nhấn vào cái chữ set, nhấn vào chữ set và nhấn vào số 1 thì nó sẽ lưu vào ngay vị trí số 1. Các bạn nhớ nha. Còn nếu mà một người khác có một cái chân dài hơn và một cái tay dài hơn Khanh thì chúng ta sẽ điều chỉnh ghế, điều chỉnh phần lưng ghế và điều chỉnh cái độ ngã của ghế nha. Rồi sau đó nhấn chữ set vào thì sẽ vào, nhấn vào phím số 2 thì sẽ lưu vào vị trí số 2. Lưu vào vị trí số 2. Thì sau này nếu mà người đầu tiên lái thì chúng ta chỉ cần nhấn vào số 1. Người thứ hai lái thì chúng ta sẽ cần nhấn vào vị trí số 2. Thì cái ghế và cái phần gương hậu sẽ chỉnh theo ngay đúng như các bạn thiết lập. Các bạn không cần phải chỉnh lại một lần nữa, rất là tiện luôn. Và các bạn lưu ý là đối với Santa Fe thì có một cái chế độ gọi là chế độ ra vào thông minh. Là khi mà các bạn tắt chìa khóa, nhấn nút tắt hết táp lô thì cái ghế này nó sẽ tự động giật ra sau, để cho các bạn đi ra ngoài nó sẽ thoải mái hơn. Cái này là hoàn toàn bình thường nha. Còn các bạn mà nhấn nút Startup lên thì nó sẽ chạy cái ghế lại ngay vị trí số 1. Ở vị trí chỗ này đó là chỉnh cái phần gập gương. Các bạn nhấn vào thì cái gương nó sẽ gập. Nhưng mà cái xe của chúng ta là có chế độ là gập gương thông minh rồi. Thì khi mà đi ra ngoài á thì các bạn lóc cửa lại thì tự động gương hậu nó sẽ xếp lại. Rất là tiện cho các bạn. Các bạn muốn chỉnh cái lồng gương bên trái thì chúng ta sẽ lẫy cái này qua trái. Các bạn chỉnh lồng gương qua phải thì chúng ta lẫy qua này qua phải và chỉnh cái này 4 chiều.
Cái này là lóc cửa trung tâm, mở lóc cửa trung tâm. Đây là hai phím này. Cái này chỉnh bốn cái kiến của chúng ta. Cái này là lóc kiến trung tâm. Thì khi mà các bạn bấm vào cái này sáng đèn á, thì bốn cánh kiến cửa ở phía sau sẽ không hạ xuống được, không lên được luôn nha. Các bạn lưu ý giúp giùm Khanh. Rồi, ở bên trái của cái vô lăng của các bạn thì nó có thêm một cụm phím điều khiển. Phím này là chỉnh độ sáng của táp lô. Táp lô là cái phần này nha các bạn, Khanh bấm dấu cộng thì cái phần táp lô ở trên đây nó sẽ sáng lên. Đây, nó sáng lên và các bạn thấy chói mắt quá thì chúng ta sẽ giảm độ sáng. Đây, tăng giảm độ sáng. Rồi, cái phím kế bên phải, đây là cái phím cân bằng điện tử. Đây là phím cân bằng điện tử. Thì khi mà các bạn chạy xe thì bắt buộc các bạn phải bật cân bằng điện tử lên. Trong trường hợp cân bằng điện tử mà các bạn do lao xe mà chúng ta quên, thì chúng ta lỡ bấm vào thì nó sẽ hiện lên cái đèn. Thì các bạn mở nó lại bằng cách là đè giữ thì tự động nó sẽ bật lại. Các bạn lưu ý là khi mà đề máy lên không có một cái đèn màu cam nào, màu đỏ nào hiện ra là đạt. Rồi, đây là hệ thống cảnh báo điểm mù cho những cái phương tiện chạy song song và cảnh báo cắt ngang cho những cái phương tiện chạy cắt ngang phần phía sau đuôi. Thì nó sẽ hiện ra ở ngay phần gương hậu luôn các bạn. Ở vị trí này, đây nè. Để, nếu mà có phương tiện chạy song song thì nó sẽ sáng đèn lên các bạn nha. Đây các bạn thấy sáng đèn không ạ? Sáng đèn nè. Rồi, đây, tắt mở nè. Rồi, nếu mà các bạn ve từ trong nhà ve ra thì cái chức năng này nó sẽ cảnh báo là ở phía sau có phương tiện cắt ngang, nó sẽ báo lên đồng hồ luôn cho các bạn. Cái nút này là kế bên đây là nút gài cầu trung tâm. Khi mà các bạn chạy một cái đường nó gọi là trơn trượt á, thì chúng ta sẽ khóa visa trung tâm, khóa lại để cho cái lực phân phối của hai bánh trước và hai bánh sau nó tương đồng với nhau để các bạn vượt lầy. Cái này là mở cốp sau, chúng ta đè giữ 3 giây thì cốp sau sẽ mở lên. Các bạn lưu ý cái nút này chỉ hoạt động khi cái cần số của chúng ta chuyển về P. Đây, chuyển về vị trí P thì cái nút mở cốp nó mới hoạt động nha. Còn nếu các bạn mà ở vị trí có số, vị trí N thì cái nút mở cốp sẽ không hoạt động. Các bạn cũng đừng thắc mắc nha. Rồi, phần vô lăng. Đây là cái phần vô lăng của các bạn. Phần vô lăng thì cái cụm phím bên trái nó sẽ là phím âm lượng là lớn hoặc nhỏ. Mode là chuyển chế độ USB FM AM trên màn hình. Đây là cái phần màn hình này, chuyển chế độ USB FM AM Bluetooth cho các bạn. Lúc này là nghe từ chối cuộc gọi, nghe cuộc gọi. Rồi cái phần cụm phím bên phải là chỉnh màn hình trung tâm. Đây là phần chỉnh màn hình trung tâm. Chúng ta bấm vào thì nó sẽ rất là nhiều thông tin. Và các bạn sẽ chỉnh được luôn cả cái HID cho cái phiên bản cao cấp. Đây là cái phiên bản cao cấp, nó sẽ có một cái... Đây, các bạn thấy không ạ? Khi các bạn chạy thì cái đèn này, nó gọi là đèn HID. Nó sẽ hiện ra trên táp lô của các bạn. Đây là cái phần hiển thị kính lái, nó gọi là hiển thị kính lái đó. Và nếu mà các bạn có set cruise control thì nó cũng hiện lên đây. Các bạn có cảnh báo điểm mù, thay vì nó hiện lên kiến thì nó cũng hiện lên đây luôn. Rất là tiện cho các bạn nha. Cụm phím kế bên đó là ga tự động cruise control. Để các bạn kích hoạt thì các bạn phải bấm vào chữ cruise. Đây, bấm vào chữ cruise thì ở đây nó sẽ hiện ra cái phần ga tự động cruise control. Và đối với cái chế độ hoạt động thì nó phải chạy trên 30 km/h để mới hoạt động. Thì các bạn bấm kéo xuống. Đây là kéo xuống nè. Đây, nó bấm chữ set thì nó sẽ hoạt động. Còn bỏ ga tự động cruise control thì các bạn chỉ cần nhấn nhấp phanh là nó sẽ bỏ ga tự động cruise control, hoặc các bạn nhấn cancel là nó bỏ. Đây là phần phía sau là hai cái lẫy số vô lăng để các bạn vượt mặt chiếc xe phía trước. Thì Khanh có làm một cái video clip về ga tự động cruise control. Khanh có làm một video clip về hướng dẫn sử dụng hộp số của Hyundai Santa Fe. Các bạn tham khảo cái cách sử dụng của cái lẫy số vô lăng khi chúng ta xuống dốc, chúng ta vượt mặt, thì trong video clip đó Khanh nói rất là rõ luôn. Rồi, cái phần xe của các bạn thì sẽ có là chế độ đèn tự động. Thì đèn tự động thì nó sẽ lấy cái cảm biến ánh sáng ở vị trí này. Đây là cảm biến ánh sáng. Thì các bạn, Khanh khuyên các bạn nên để chế độ auto. Thì vào sáng nó sẽ tự động tắt đèn, khi vào tối nó sẽ tự động mở đèn lên cho các bạn.
Còn các bạn chỉnh cái phần này là cái gọi là cái đèn cản ở phía dưới, đèn cản nha. Còn các bạn muốn chuyển chế độ phím tay, mở đèn tay thì chúng ta sẽ mở lên là chế độ DMI. Đây là chế độ DMI, mở đèn COS, đây là mở đèn COS nha. Còn các bạn muốn pha thì chúng ta sẽ có hai cách, đó là pha giữ và là chúng ta gạt ra sau, thì cái đèn này nó sẽ hiện lên và giữ luôn cho các bạn. Còn nếu mà chúng ta muốn pha đá thì chúng ta chỉ cần bấm vào, nó gọi là bấm vào nè, bấm vào thì nó sẽ pha đá. Rồi, cụm bên phải, đây là vị trí của cần gạt mưa. Thì cần gạt mưa thì nó sẽ có cần gạt mưa phía trước và cần gạt mưa phía sau. Thì Khanh khuyên các bạn nên để chế độ gạt mưa tự động, tại xe mình có chế độ gạt mưa tự động. Nhưng gạt mưa tự động này thì nó sẽ nằm ở phía sau chữ off. Trong quá trình đánh lái qua đánh lái lại thì các bạn sẽ quên đi, các bạn sẽ bị chật đi cái vị trí là auto. Nó sẽ trở về chế độ off. Thì các bạn nói là tại sao mà xe có gạt mưa tự động mà đi trời mưa nó không tự động gạt, là do các bạn chuyển qua chế độ off rồi. Thì các bạn muốn chuyển lại chế độ auto thì chúng ta sẽ gạt xuống một lần nữa thì nó sẽ ra lại chế độ auto nha. Còn ở trong đây là chỉnh tốc độ một lần gạt. Còn phần này là chúng ta sẽ chỉnh phần gạt mưa phía sau. Ở phía sau cốp nó sẽ có một cái... Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là phần đồng hồ của chiếc xe. Thì nó sẽ bên trái, đây là đồng hồ dòng tua. Thì khi mà các bạn đề buổi sáng lên thì nó sẽ lên khoảng 1.000-1.200 vòng. Còn khi mà máy nó đã ổn định rồi thì nó sẽ rơi khoảng 800 vòng một phút. Đây là cái phần đèn, đây là phanh tay. Khi mà các bạn chạy phanh tay điện tử thì nó sẽ tự động hạ luôn cho các bạn khi các bạn đeo dây đai an toàn vào. Còn cái này là vị trí số nha, chữ P, chữ R, chữ N và chế độ D. Còn ở đây chữ Smart tức là các nó hiển thị các chế độ lái, thì các bạn nhấn vào cái chữ Try Mode. Đây là chữ Try Mode nè, các bạn nhấn vào thì nó sẽ hiện ra 4 chế độ lái cho các bạn. Đây Khanh bấm nha. Đây, nó sẽ hiện ra 4 chế độ lái rất là rõ luôn cho các bạn nè. Đây, nó sẽ hiển thị màu luôn. Thì đầu tiên là giới thiệu với các bạn là chế độ Comfort, tức là chế độ lái tiêu chuẩn, nó gọi là chế độ Normal ở một số xe khác. Chế độ lái thứ hai là chế độ lái Eco, là chế độ lái tiết kiệm. Chế độ Sport là chế độ lái thể thao. Thì mặc nhiên chế độ lái Sport nó sẽ hao xăng hơn. Cái đó ai cũng hiểu. Và nó sẽ hao xăng hơn khoảng nửa lít đến 1 lít cho 100 cây số nha. Lúc đó thì dòng tua nó sẽ mở mạnh hơn, khi các bạn đạp cú nào vào thì nó sẽ dính lưng ghế vào cú đó. Rồi, chế độ Eco thì nó sẽ tiết kiệm hơn khoảng nửa lít đến 1 lít 100 cây nếu các bạn đi đường trường. Còn chế độ Smart là chế độ thông minh, là có nghĩa là nó sẽ học chân ga của các bạn. Các bạn có thói quen đạp ga thốc vào thì khi mà các bạn đạp ga thốc thì nó sẽ tự động mở bướm ga to lên để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Cái này nó sẽ học theo chân ga của mỗi người tự động. Thường thì đối với các bạn mà lái xe bình thường thì Khanh khuyên các bạn nên để chế độ Smart. Rồi, nếu các bạn đi đường trường cần một độ bốc hoặc là vượt mặt xe thì chúng ta sẽ để chế độ Sport, lái nó sẽ bốc hơn rất là nhiều. Rồi, cụm đồng hồ bên phải thì nó sẽ có phần phía trên là chế độ, phần xăng, phần phía dưới là nhiệt độ, các bạn đừng coi nhầm nha. Rất là nhiều anh em là coi nhầm cái chỗ này. Cứ nhìn cái đồng hồ này cứ thấy là cái xăng của chúng ta là không bao giờ bị giật, lúc nào nó cũng nằm nửa bình hết, nhưng mà ở phần trên đây là nó gần hết bình rồi. Các bạn nhớ giùm Khanh. Rồi, trong xe thì nó sẽ trang bị cho các bạn một chiếc gương hậu tự động chống chói. Thì khi mà các bạn có một ánh sáng vào phía trong thì tự động nó sẽ tắt đi cái phần, sẽ làm mờ đi cái phần gương hậu. Ở phía trong đây thì nó sẽ có cái nút on off nè, nó sẽ tắt cái la bàn, gọi là tắt la bàn. Đây là cái phần cửa sổ trời. Rồi, đây là cái phần cửa sổ trời của xe. Thì các bạn lưu ý giúp giùm Khanh điều khiển cái phần màn. Đây là phần cửa sổ trời nha, nó có phần màn kéo dài từ trước ra sau. Thì chỉ có một nút thôi, một nút điều khiển. Thì chúng ta sẽ bấm một chạm thì tự động cái cửa sổ trời nó sẽ trượt ra sau hết luôn cho các bạn. Rồi, còn nếu mà các bạn đóng vào thì chúng ta sẽ bấm một chạm luôn. Bấm một chạm thì tự động nó sẽ đóng trượt vào và đóng hết luôn cho các bạn. Rồi, các bạn muốn đóng phần rèm thì chúng ta sẽ bấm một lần nữa thì cái phần rèm phía sau nó sẽ chạy vào. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cái phần giao diện của màn hình trung tâm của xe Santa Fe. Thì nhà sản xuất họ rất là hiểu nhu cầu của Việt Nam, trang bị cho mình một cái bản đồ có dẫn đường và có cảnh báo tốc độ. Các bạn thấy nó sẽ báo được
cái đường cho phép chạy là tốc độ bao nhiêu, thì độ chính xác của các bản đồ này nó rơi vào khoảng 95%, chứ không có tuyệt đối. Ở Việt Nam không có gì tuyệt đối hết. Rồi, các bạn muốn vào phần Home thì chúng ta sẽ có những cái kết nối khác. Thành ví dụ như Android Auto và Apple CarPlay, thì Apple CarPlay thì chúng ta sẽ xài cái iPhone chúng ta cắm vào. Thì Khanh rất là thích cái Apple CarPlay ở chỗ là cái bản đồ. Và chúng ta, các bạn có thể xem YouTube, Google Maps cũng được. Và nhất là Khanh rất là thích cái Google Maps của cái Apple CarPlay. Khanh thích ở chỗ là cái bản đồ Google Maps này sẽ cho các bạn biết được là cái quãng đường của các bạn đi sắp tới có kẹt xe hay không kẹt xe, thời gian đi. Và các bạn biết được là cái đường, mật độ giao thông có kẹt xe không kẹt xe nha. Bây giờ Khanh bấm nè. Hyundai Long An, các bạn chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi, rất là tiện. Đây, bấm vào nha. Rồi các bạn sẽ biết được là thời gian đến, thời gian số phút chạy, rồi quãng đường của chúng ta đi, rất là tiện nha. Rồi ngoài ra các bạn có thể đọc địa chỉ, Khanh ví dụ 234 Trần Hưng Đạo, quận 1. Rồi, các bạn sẽ thấy được là đường này đi không kẹt xe bằng hiển thị màu là màu xanh. Còn những trên đường có những cái vạch màu đỏ, màu cam, có nghĩa là cái đoạn này có kẹt. Nó sẽ báo luôn cho các bạn biết luôn. Và các bạn biết được là cái thời gian số km đi nè, tổng thời gian của chúng ta chạy nè. Và dự kiến là các bạn sẽ đến vào khoảng là 17 giờ 29 phút. Các bạn gần cái quãng đường của Google Maps mà hướng dẫn cho các bạn đi á, gần như là chính xác luôn á. Rất là tiện. Những anh chị nào mà có điện thoại mà gọi là direct thì các bạn sẽ sử dụng được thêm cái YouTube thẳng lên màn hình này luôn, rất là tiện. Ngoài rồi, cái phần phía dưới đây thì nó là phần điều chỉnh máy lạnh. Thì xe này điều chỉnh máy lạnh độc lập hai vùng, có nghĩa là bên đây là lạnh quá thì điều chỉnh một nhiệt độ khác, bên đây điều chỉnh một nhiệt độ khác. Đây là phần điều chỉnh nha. Rồi, bên đây phần điều chỉnh nè. Còn chữ sync này thì nó đồng bộ lại với nhau. Thì đây Khanh lỡ bấm hai bên, và các bạn muốn hai bên đồng nhiệt độ thì chúng ta bấm vào chữ sync và chúng ta chỉnh lại thì nó sẽ đồng với nhau. Còn các bạn tắt chữ sync thì hai bên chỉnh độc lập. Cái này là lấy gió ngoài, các bạn tắt nó đi thì nó sẽ lấy gió trong, các bạn nhớ lấy gió trong nha. Còn chữ AC này các bạn phải sáng đèn thì cái máy lạnh của chúng ta mới ra hơi lạnh. Còn nếu các bạn có gió mà AC này không sáng đèn thì các bạn sẽ bị trường hợp là gió vào trong xe nó sẽ bị nóng. Thời gian đầu thì nó cũng lạnh tại vì do đường ống nó còn lạnh, nhưng mà thổi một hồi thì nó sẽ trở thành nóng. Rồi các bạn tắt luôn, tắt máy lạnh luôn thì chúng ta nhấn chữ off, còn không chúng ta nhấn chữ AC lại. Các bạn sấy kính trước, đây là sấy kính trước, đây là sấy kính sau. Cái này là chỉnh độ tốc độ gió nè. Còn cái này chỉnh hướng gió, cái này đặc biệt quan trọng chỗ chỉnh hướng gió. Này hướng gió ngay chân, ngay người, chỉ ngay chân thôi. Vừa ngay chân vừa sấy kính, chỉ ngay người thôi. Các bạn lưu ý giúp giùm Khanh, ở phía sau cái hàng ghế thứ hai nó có một cái cửa gió. Đây là cửa gió của hàng ghế thứ hai, các bạn thấy không ạ? Cửa gió hàng ghế thứ hai, đây là vị trí này nè. Thì cửa gió này nó chỉ hoạt động khi các bạn chỉnh hướng gió vừa ngay người, chỉ ngay người thì nó mới hoạt động nha. Còn các bạn, nếu các bạn phải chỉnh hướng gió ngay người nha. Còn nếu mà các bạn chỉnh hướng gió vừa ngay người vừa ngay chân thì cái hàng ghế thứ hai sẽ không ra gió, hoặc là ra gió rất là yếu, gọi là ra gió rất là yếu. Các bạn muốn gió nó chỉnh chế độ này thì các bạn phải tăng gió lên, mà tăng gió lên thì nó sẽ nghe ù ù ù, nó rất là khó chịu. Rồi cái phần này là thông gió, nó gọi là làm mát phần lưng ghế. Các bạn lái thì sẽ bị đổ mồ hôi phần lưng, thì đối với khí hậu miền Nam thì Khanh rất là thích chức năng này. Đây là cái phần làm mát lưng ghế cho cả, đây là ghế bên trái, đây là làm mát lưng ghế cho hàng ghế bên phải, cho cái ghế bên phải nha. Còn nếu mà ở ngoài Bắc á, thì hoặc là các bạn trong miền Nam mà các bạn bị đi trời mưa mà bị ướt đồ, ướt quần, ướt phần lưng thì các bạn bấm vào cái phần sấy. Đây là phần sấy thì cái phần lưng ghế của các bạn sẽ thổi ra cái hơi nóng để sấy quần áo cho các bạn, nhưng mà sấy một hồi thì nó sẽ rất là nóng, thì các bạn chuyển qua cái phần thông gió, cái phần lưng ghế, tức là nó thổi hơi lạnh vào phần lưng ghế rất là mát, rất là khỏe. Còn cái này là sấy vô lăng, thì
các bạn thường ở miền Nam thì sẽ không xài chức năng này đâu. Những anh chị ở miền Bắc thì sẽ xài chức năng này, là sấy làm nóng với vu lăng. Rồi cái phần phía dưới thì đây là sạc thiết bị ngoại vi, thì các bạn Khanh đang để một cái camera hành trình. Đây là cái phần sạc thiết bị ngoại vi. Đây là cái phần sạc không dây, nó báo hiệu sạc không dây. Các bạn chỉ cần bỏ cái điện thoại có chức năng sạc không dây vào thì nó sẽ sạc cho các bạn nha. Rồi đây là sạc USB. USB này nó sẽ khác với phần USB bên đây. Đây cũng có một cái USB. USB bên đây là chỉ có sạc thôi. Còn USB bên đây là các bạn sẽ sạc Android Auto và Apple CarPlay thẳng trên đây luôn. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái phần cần số. Thì trong video clip về cái chế độ lái, các chế độ lái của xe Hyundai Santa Fe, thì Khanh đã hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng, khi nào sử dụng P, khi nào sử dụng R, khi nào sử dụng N và khi nào sử dụng D. Thì Khanh chỉ nhắc lại cho các bạn, từ chữ P qua cấp số khác là chúng ta phải đạp phanh và chúng ta phải lẫy cái cần lẫy ở phía sau, các bạn mới di chuyển cần số về chữ D được. Các bạn nhớ nha, cái này là bắt buộc đó. Yeah. Nếu các bạn không lẫy thì chúng ta sẽ không di chuyển được. Và trong quá trình sử dụng xe, các bạn lỡ từ chữ D mà lên chữ N thì không sao hết, đang chạy tốc độ cao mà lên kéo từ D xuống N bình thường. Và lỡ có từ chữ D gạt qua chữ S, gạt qua chữ S thì cũng bình thường luôn. Mà lỡ các bạn đang chạy D chạy tới mà lên chữ R thì cũng không sao luôn nha. Thì nó sẽ kích hoạt camera gear và nó sẽ tự động là trở lại, chúng ta kéo về D là tự động chạy lại. Tuyệt đối đang chạy không lên, đang chạy tới hoặc chạy gear thì không được lên chữ P, bởi vì nó sẽ gãy cái phần khóa hộp số lại cho các bạn. Các bạn nhớ nha, gãy phần khóa hộp số. Còn đây là chế độ Drive Mode, tức là các chế độ lái. Đây là phần kích hoạt cảm biến gear, cảm biến gốc. Đây là phần kích hoạt camera, camera mà xem cái phía sau, nó sẽ hiện ra camera gear cho các bạn. Đây là cái chế độ hỗ trợ cho các bạn xuống dốc, nhưng mà cái dốc á, thì nó phải dốc nó rất là chuối, nó khoảng 40-45 độ, trên nói chung trên 30 độ thì các bạn mới sử dụng cái chế độ hỗ trợ này. Chứ bình thường như cái đèo Đà Lạt thì các bạn cứ chuyển qua cái chế độ S, gạt qua, chuyển qua chế độ S và chúng ta sẽ sử dụng lẫy số để chúng ta đi xuống đèo thôi, để kết hợp với lại cái hệ thống phanh, chúng ta không cần hỗ trợ cái chế độ này đâu. Cái phanh tay điện tử và cái brake hold. Cái phanh tay điện tử là khi mà các bạn đậu đậu xe thì chúng ta sẽ kéo lên. Còn các bạn muốn hạ phanh tay điện tử thì các bạn phải đặt phanh và nhấn bấm xuống. Chứ bình thường nếu mà các bạn không đặt phanh á thì cái phanh tay đang kéo lên mà các bạn có nhấn xuống. Giống như một số anh chị chia sẻ là nếu cái phanh tay này nó là cái nút thì cái người ngồi kế bên lỡ nhấn xuống thì nó có xuống cái phanh tay không? Dạ không, các bạn phải đặt phanh thì nó mới xuống. Phải có sự kết hợp. Cái nút auto hold này sẽ giúp cho các bạn đậu đèn đỏ. Đậu đèn đỏ mà các bạn không cần phải chuyển cần số từ D lên N nữa, mà nó sẽ giữ ở chế độ D luôn. Và Khanh sẽ thử cho các bạn coi nha. Đầu tiên, đối với xe lái xe thì theo quy định các bạn bắt buộc phải đeo dây đai an toàn. Rồi, đây phanh tay điện tử Khanh kéo lên. Các bạn có thể coi cái dấu hiệu kéo phanh tay điện tử ở trên cụm đồng hồ táp lô. Đây, phanh tay điện tử vẫn còn nha. Rồi bây giờ Khanh kéo cần số về D. Đây, về cần số về D luôn rồi. Rồi thì đối với cái phanh tay cơ bình thường á, thì khi mà các bạn kéo cần số về D mà các bạn không hạ phanh tay xuống thì các bạn sẽ bị gọi là cháy thắng. Còn đối với phanh tay điện tử, khi các bạn có đeo dây đai an toàn rồi, này để đeo dây an toàn thì các bạn nè, chỉ cần đệm ga là nó chạy. Đây, Khanh đệm ga, Khanh đệm ga là tự động nó chạy, các bạn nhớ nha. Rồi khi mà các bạn đậu đèn đỏ, các bạn đậu đèn đỏ thì nó sẽ tự động nó giữ phanh lại luôn cho các bạn. Và khi đèn xanh các bạn chỉ cần đạp ga và chạy, tự động nó sẽ nhả phanh tay xuống cho các bạn nha. Rồi Khanh cũng có làm một cái video clip về cái chế độ phanh tay điện tử và chế độ auto hold này, để giúp cho các bạn sử dụng xe nó sẽ tiện dụng hơn. Các bạn chi tiết các bạn có thể xem theo dõi video clip đó. Rồi cái phần học bên phải, đây là một cái học không phải chỉ để đồ, mà các bạn có thể để những cái chai nước lạnh vào trong đây, bởi vì nó có cái chích một cái đường gió của hệ thống lạnh vào phía trong học này để làm lạnh. Thì cái phần đường gió nó sẽ nằm cái nắp gió, cái nắp gió nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn nha. Đây các bạn thấy không ạ? Đây là cái phần nắp gió nè. Đây là vị trí nắp gió, thì các bạn xoay qua thì nó sẽ ra gió, còn các bạn xoay lại
xe qua phải thì nó sẽ khóa lại nha. Đây, đây là vị trí nắp gió. Rồi, Khanh đã, sau khi đã hướng dẫn xong cái phần phía trong thì bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn các bạn tự bảo dưỡng và tự kiểm tra những cái nước làm mát ở nhà. Thì các bạn mở nắp capo của xe Santa Fe bằng cách là ngay logo Hyundai nè. Các bạn đưa tay vào ngay logo thì nó sẽ có một cái cần gạt. Đây, cần gạt ngay logo nè. Các bạn đừng có gờ tay qua gờ tay lại. Các bạn thấy ngay cái logo bên phải logo nè. Rồi chúng ta đưa cần gạt. Và ở đây nó có một cái T-bend sẽ bend lên cái phần nắp cho các bạn. Rồi, công việc của các bạn ở nhà chỉ có đổ nước rửa kiến giúp giùm Khanh thôi. Chỉ duy nhất đổ nước rửa kiến. Nước rửa kiến, còn nếu không các bạn sẽ là sử dụng nước sạch, tuyệt đối không dùng nước mưa. Tại vì nước mưa nó có axit, nó sẽ gây chai gòn. Còn nước rửa kiến nếu các bạn không có thì chúng ta có thể sử dụng những cái dung dịch nước rửa kiến đậm đặc, và chúng ta sẽ pha mua một chai đó nó khoảng đâu vài trăm ngàn thôi. Các bạn mua cái chai đó thì một lần 4 lít nước thì chỉ cần một vài cốc nhỏ của cái phần chai dung dịch đậm đặc đó chúng ta đổ vào thì nó sẽ làm hòa tan ra. Các bạn có thể sử dụng cái hình thức đó cũng được. Còn các bạn đi mua nước rửa kiến mà trong siêu thị một nước rửa kiến theo kiểu mà cái chai xịt mà các bạn đổ vào thì cái bình này nó tới 4-5 lít, là các bạn mua rất là đắt tiền. Rồi ở nhà thì các bạn giúp giùm Khanh đổ nước rửa kiến khi hết nha. Cái thứ hai nữa các bạn sẽ kiểm tra là nước làm mát. Đây là cái bình nước làm mát. Và cái bình này là bình phụ. Khi các bạn chạy thì nó có thể nó giật xuống chút xíu. Và các bạn, đây là một cái dung dịch nó sẽ thay theo chu kỳ. Nó rơi vào khoảng 40.000 cây thì chúng ta sẽ thay một lần. Các bạn chỉ cần kiểm tra nhìn thấy nó là được. Nó sẽ không bị bốc hơi và không bị giật nước. Thay theo chu kỳ nha các bạn. Còn dung dịch thứ hai đó là dầu phanh. Đây là một cái dung dịch dầu phanh nè, các bạn nhìn thấy nó màu vàng. Thì dung dịch dầu phanh nó cũng thay theo chu kỳ. Thì các bạn không cần phải xem sợ nó bị giật xuống, và các bạn chỉ cần nhìn thấy nó là được. Nó sẽ không bị bốc hơi nha các bạn. Tại sao mà Khanh nhờ các bạn kiểm tra? Bởi vì các bạn đậu xe lâu ngày thì nhiều khi chuột nó cắn, nó sẽ bị rò rỉ. Các bạn lưu ý cái phần này, đây là cái phần cổ gió của xe Santa Fe. Đây là cái phần cổ gió của xe Santa Fe nè. Các bạn ở nhà thì các bạn muốn kiểm tra coi cái lọc nhớt, cái lọc của mình nó có dơ hay không á, thì các bạn kéo cái phần này xuống và đây. Gạt cái này xuống nè, các bạn nhớ gạt nó xuống, gạt hai bên. Và chúng ta chỉ cần kéo ra thôi. Rất là tiện. Rồi các bạn xem coi cái phần dưới đây nó có dơ hay không thì chúng ta sẽ thay. Và nếu mà các bạn không làm được thì bảo dưỡng người ta, kỹ thuật viên họ cũng khuyên các bạn cái này thay theo chu kỳ. Ở nhà thì chúng ta có thể tự kiểm tra. Chúng ta đậy lại. Rồi đây là cái vị trí cổ gió. Thì các bạn lưu ý giúp giùm Khanh là hiện tại là thời điểm của Khanh đang hướng dẫn cho các bạn là cũng là tháng 5 rồi. Thì sắp tới mùa mưa. Thì các bạn lưu ý giúp giùm Khanh là mùa mưa thì chúng ta chạy xe, đầu tiên là chúng ta vào chỗ ngập á, thì các bạn tuyệt đối không được chạy nhanh. Đây là thể hiện văn hóa giao thông, nước nó sẽ không văng ra. Cái vấn đề thứ hai, khi các bạn chạy nhanh thì nước nó sẽ dâng lên. Nước nó sẽ dâng lên cái phần cao. Nước nó sẽ dâng lên tới phần này thì các bạn biết rằng ở chỗ này là cái vị trí của cảm biến gốc. Thì nó sẽ chạm vào những cái con cảm biến ở đây. Và nước mà nó dâng lên nữa thì nó sẽ vào cái phần đèn. Các bạn nhớ nha, phần đèn thì nó cũng có những cái ron cao su chống nước, nhưng mà các bạn để nó ngập nước lâu quá thì nó cũng vào phía trong luôn. Rồi nếu mà buổi sáng các bạn đi không khí lạnh hoặc là qua một cái trời mưa thì ở phần trong đèn này nó sẽ có một cái phần nó gọi là hơi nước tụ vào, thì các bạn cũng đừng lo lắng. Các bạn bật sáng đèn lên thì tự động nó sẽ sấy cái phần hơi nước, nó sẽ rút. Còn nếu mà cái phần hơi nước này nó cứ tồn tại hoài, tức là cái phần đèn của các bạn đang bị hở, thì các bạn sẽ đi bảo hành. Hoặc là các bạn bị va chạm, thì nếu mà va chạm thì nó bị nứt thì các bạn phải làm bảo hiểm, hoặc là chúng ta phải thay cái phần đèn. Còn nhớt máy, cái xe của các bạn thì sẽ có bảo dưỡng theo chu kỳ là mỗi 5.000 cây chúng ta đi vào một lần. Lần đầu tiên khi các bạn mua xe về thì 1.000 cây các bạn sẽ ghé toàn hệ thống Hyundai. Các bạn lưu ý cái xe của các bạn mua thì sẽ được bảo hành toàn hệ thống Hyundai 3 năm hoặc 100.000 cây số tất cả đại lý Hyundai trên toàn quốc. Không nhất thiết các bạn quay lại chỗ Khanh nếu các bạn ở xa. Thì các bạn sẽ bảo dưỡng là 5.000 cây, 1.000 cây đầu tiên, các km sau 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, cứ mỗi 5.000 cây các bạn vào một lần. Thì mỗi 5.000 cây các bạn sẽ được thay nhớt, 10.000 cây thì chúng ta sẽ thay lọc. Các bạn nhớ nha.
Thì các chi phí bảo dưỡng thì nhà sản xuất họ cũng có niêm yết ở phòng dịch vụ, thì các bạn coi nó sẽ rơi vào khoảng một vài trăm ngàn cho lần đầu tiên, và các km sau có tiền nhất luôn thì nó cũng vài trăm ngàn. Khanh thấy dữ lắm là nó khoảng 1 triệu hơn. Còn nếu các bạn ở cấp bảo dưỡng lớn khoảng 40 ngàn thì nó sẽ thay hơi nhiều. Rồi các bạn lưu ý giúp dùm Khanh một vấn đề nữa. Ngoài cái việc mà bảo hành 3 năm hoặc 100 ngàn cây bảo dưỡng toàn quốc, thì các chiếc xe của các bạn có cái bình ắc quy. Đây là vị trí của bình ắc quy. Thì cái bình ắc quy nó chỉ bảo hành có 1 năm hoặc 20 ngàn. Đây là vị trí bình ắc quy nha. Bảo hành 1 năm hoặc 20 ngàn cây số, chứ không bảo hành chung với chiếc xe. Thì đối với cái bình ắc quy hiện tại đang sử dụng là bình ắc quy khô. Thì các bạn xài một thời gian thì cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu yếu của bình ắc quy thì các bạn đề nó sẽ nhựa hơn bình thường. Các bạn cứ để ý là chúng ta nhấn đề vào thì nó sẽ nổ máy liền. Nhưng một cái ngày đẹp trời mà các bạn đề nó sẽ hơi nhựa chút xíu. Rồi là đây là những cái dấu hiệu là bình ắc quy của các bạn đã xuống rồi. Thì các bạn nên thủ sẵn một cái bình ắc quy khác, nếu các bạn để lâu thì có thể là các bạn sẽ không đề máy được. Hoặc là các bạn sẽ chuẩn bị một cái bộ bơm lớp kích bình. Thì khi mà chúng ta bị quên điện, nó hết điện thì chúng ta sẽ kích bình vào, chúng ta sẽ nổ máy và xe sẽ chạy được. Một cái vấn đề nữa Khanh muốn giới thiệu cho các bạn, đó là áp suất lốp. Thì cái bánh xe nếu mà các bạn nhìn vào thì sẽ không biết là cái bánh xe này no hay không no, nó đủ ký hay không đủ ký. Thì ở ngay trụ B lúc nào nhà sản xuất họ cũng có rất là nhiều thông số. Trụ B là cái trụ ngay ghế tài xế và gắn cánh cửa sau, nó gọi là trụ B, đây là trụ B nha. Thì các bạn sẽ xem giúp giùm Khanh ở đây. Đây là nhà sản xuất họ ghi rất là rõ là nếu mà các bạn chở 3 người thì 2,4 bánh trước và bánh sau. Nếu các bạn chở 7 người thì 2,4 và 2,4 luôn. Có nghĩa là các bạn bơm bánh xe bằng 2,4 thôi là đạt. Rồi, Khanh muốn nhắc một vấn đề cho tất cả quý khách hàng đang sử dụng Santa Fe. Đó là cái nắp xăng và cái nắp dầu. Thì các bạn lưu ý đi vào cây xăng thì khi mà các bạn chạy chiếc Santa Fe này vào thì nhân viên cây xăng sẽ không biết các bạn sử dụng xăng hay dầu đâu. Thì nhiều khi mà ban đêm người ta mắt nhắm mắt mở, người ta đổ thẳng dầu vào cái xe xăng, mà đổ xăng vào cái xe dầu thì các bạn sẽ gặp nguy hiểm. Các bạn nhớ nha, tuyệt đối thì khi vào trong cây xăng thì đối với Santa Fe các bạn phải nói với khách hàng, nói với cái người đổ xăng là xe này xe dầu, xe này xe xăng, để cho người ta hình dung được và người ta chọn đúng cái tay bơm. Còn trong trường hợp các bạn bị bơm nhầm thì các bạn tắt máy liền và kéo xe về đại lý để xúc ngay cái bình dầu. Nếu các bạn sử dụng mà xe dầu mà đổ lộn xăng vào thì nó sẽ gây ra hiện tượng là tự kích nổ, có nghĩa là piston đang đi lên thì nó sẽ tự nổ và piston sẽ bị ép một lực xuống, sẽ cong piston. Nếu mà các bạn sử dụng xe xăng mà đổ lộn dầu vào thì cái phần kim phun nó sẽ hư. Nếu mà một lượng nhỏ thì không sao hết, còn nếu mà bị một lượng lớn thì cái phần kim phun nó sẽ hư luôn nha các bạn. Rồi, thì trên đây Khanh đã hướng dẫn cho các bạn tất cả những cái gì cần thiết cho một khách hàng mới vừa đem chiếc xe này về và những khách hàng đang chuẩn bị mua chiếc xe. Thì mong rằng video này sẽ hữu ích cho tất cả quý khách hàng. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Còn nếu các bạn hỏi về chương trình mua xe mới, nhờ các bạn hãy chia sẻ với Khanh qua số điện thoại 0996 773366, thì Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể, cũng giống như mua tiền mặt, cũng giống như mua vay. Còn chương trình mua hôm nay thì vay hay tiền mặt đều có khuyến mãi như nhau. Và các bạn mua vay thì Khanh sẽ hỗ trợ phần vay, còn các bạn mua tiền mặt các bạn đóng đủ tiền Khanh vào xe. Còn chi tiết khuyến mãi như thế nào nhờ các bạn hãy gọi điện cho Khanh để Khanh tư vấn theo từng trường hợp cụ thể và từng thời điểm. Tại vì video hướng dẫn sử dụng này có thể tồn tại nhiều năm nhưng khuyến mãi sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Dạ, cảm ơn các bạn và xin chào.